Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Võ Việt. Representing Thailand, the challenger, rất thẳng, the Iron Man, Trịnh Phương Sơn. Và các bạn đều được chứng kiến những hình ảnh trong trận tranh tài giữa Rostam và Hagati. Đây là trận đấu đánh dấu sự trưởng thành của tài năng võ thuật đẳng cấp Thái Lan, Rostam. Là trận tranh đai đầu tiên của Rostam, được một võ sĩ được coi như là thợ săn người Thái, Agati, tướng quân đến từ nước Anh. Đây là sự xuất hiện của Rostam. Đây cũng là trận đấu tranh đai đầu tiên của Rostam tại One Championship. Và các bạn đừng quên, trận đấu này là sản phẩm hợp tác giữa tập đoàn truyền thông thể thao toàn cầu lớn nhất sử châu Á, One Championship và Cung Võ Việt, nhằm đưa các trận đấu võ thuật đỉnh cao của thế giới đến với khán giả Việt Nam. Các bạn đang được chứng kiến những điệu nhảy của Rostam. Đây là một trận tranh đai, cũng là lần đầu tiên của Rostam được tham gia một trận tranh đai. Như là tỏ ra một võ sĩ vô cùng tự tin. Những điệu nhảy của mình, Rostam trước khi đến với trận đấu này đã mang cho mình 267 chiến thắng, chỉ để thua 42 trận và có 10 trận hòa. Sự tự tin đã đi theo Rostam một đoạn đường rất lớn, trận đấu đầu tiên với Hagati này cho đến các trận đấu tiếp theo. Và quý vị và các bạn đừng quên, hạng cân của Rostam hạng cân 60kg có sự xuất hiện của độc cô câu ải Việt Nam Nguyễn Trần Duy Nhất, người cũng đã thi đấu vô cùng ấn tượng tại One Championship. Và bước khởi đầu của Nguyễn Trần Duy Nhất tại One Championship cũng giống như Rostam ở thời điểm mới tham gia One Championship vậy. Tại cầu chúc của Nguyễn Trần Duy Nhất cũng sẽ đạt thành công như Rostam. Và đặc biệt Nguyễn Trần Duy Nhất của chúng ta sẽ có trận đấu với người chủ hạng cân 60kg One Championship, đó là Rostam, vào ngày không xa. Với các trận đấu khác, Rostam sẽ là người ra đài sau cùng. Nhưng người trận đấu tranh đai đầu tiên của anh phải là người ra đài đầu tiên, và anh giờ chưa có đài. Và đây là những thông số hiện lên về trận đấu này. Trận đấu sẽ diễn ra trong vòng 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút. Trận đấu sẽ được diễn ra với thể thức Muay Thái và không có những tình huống grappling, tình huống đánh địa chiến. Đây tự tin để sắp Rostam. Võ sĩ Việt Thái Lan. Điệu nhảy của Rostam nó mang điệu rất tốt cho anh, cũng đồng thời là những động tác khởi động của Rostam để trước khi bước vào những trận đấu căng thẳng. Võ sĩ đến từ Anh Quốc nhưng là nỗi khiếp sợ của những võ sĩ Thái Lan tại One Championship, Jonathan Garati. Võ sĩ đến từ Anh Quốc. Và đằng sau Garati đã hiện lên hình ảnh của Nam O. Nam O cũng sẽ bị Garati đánh bại, và đã bị Garati đánh bại để giành chiếc đai của chính Nam O. Huyền thoại Muay Thái đã chịu thất bại trước võ sĩ đến từ Anh Quốc, Garati. Võ sĩ Anh Quốc nhưng sức chiến đấu là vô cùng khủng khiếp ở bộ môn Muay Thái. Nó cũng đã rất nhiều những võ sĩ Thái Lan chịu thua trước mặt Garati. Jonathan Garati
ở trên đấu trường Muay Thái. Tự tin của bác sĩ từ Anh Quốc trước đối thủ từ Thái Lan là Rostam. Chia sẻ của võ sĩ đối thủ Anh Quốc Karate, bác sĩ này đã tham luyện và thi đấu bộ môn kickboxing nhưng Muay Thái của dân bé. Điều bất ngờ là đây là võ sĩ đối từ Anh Quốc, người sản sinh ra những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhiều hơn, võ sĩ Muay Thái kiệt xuất. I know a few people have made the wrong choices. Now they're in prison. You know, I mean, now is where I want to be. I'm at the top now, and anyone they put in front of me, I'll take and beat. That's the plan. That's what's in my head. Cảm xúc của Garabi sau khi giành được tài quan trọng ship danh giá. And I've proved to everyone that I'm not scared to get in there. I will get in there. I won't go down without a fight. Representing the United Kingdom, the reigning and defending ONE Super Series Flyweight Muay Thai World Champion, Jonathan the General Haggerty. Bây giờ là sự xuất hiện của mình, của các điện thoại, các võ sĩ, những sự kiện diễn ra trên sân đài giữa Garabi và Rostam. Xuất hiện của Garabi, vô địch của Muay Thai tại World Championship. Hình ảnh diễn ra rất chỉnh chu và dứt khoát của võ sĩ người Anh Quốc Garabi. Anh sẽ đối đầu với thách thức bằng tiếng Rostam, đang đánh trẻ rất tái ở thời điểm trận đấu này diễn ra. Jonathan Garabi biệt danh là tướng quân đến từ Anh Quốc xa xôi đang tiến về võ đài đầu Rostam, người sắt của Thái Lan. Garabi đang trên đài của mình và đang quyết tâm cho trận bằng về đài trước Rostam. Võ sĩ trước khi lên đài sẽ được đeo ngậm răng phần bảo vệ vùng hàm, chiếc răng của mình. Võ sĩ sẽ được các bác sĩ và các nhân viên y tế tại One Championship hòa được đôi lớp Vaseline bên ngoài, tránh những vết rách trong quá trình thi đấu. Võ sĩ chuyên nghiệp dùng Vaseline để làm tránh những vết xước, vết rách. Điều này là vô cùng cần thiết cho những võ sĩ chuyên nghiệp. Thành tích của Jonathan Garabi đang ở đấu trường Muay Thái nghiệp dư chuyên nghiệp. Vaseline đang được phủ trên những vùng mí mắt, sống mũi, gò má là những vùng rất dễ rách. Các võ sĩ ở không chỉ bộ môn Muay Thái mà rất nhiều bộ môn khác cũng gặp phải. Bây giờ là lúc Jonathan Garabi xuất hiện trên võ đài của One Championship đối đầu với người sắt đến từ Thái Lan Rostam. Garabi anh không chọn cách chui vào đài mà anh bước qua những sợi dây đài, bước vào vị trí góc đài của mình chiến đấu. Đã có những cái kênh đứng nhìn qua của Garabi và Rostam. Cả hai bằng tuổi ở thời điểm này là 22 tuổi. Và Garabi chỉ cao hơn Rostam có 2cm mà thôi. Ladies and gentlemen,
This is the co-announcer đồng lọc giới thiệu tên và thành tích của các võ sĩ tham gia trận đấu này. Đây là những lời giới thiệu cho Rostam Thời Sam. Đây là sự xuất hiện của Karate tướng quân. Introducing first out of the blue corner, he is a two-time Umnoi Stadium Muay Thai world champion, standing at 168 centimeters tall, holding a Muay Thai record of 256 wins and 41 losses. Muay Thai là 256 trận thắng, 41 trận thua, chỉ có 10 trận hòa. Có thể tính là cả bảng đời người. Các võ sĩ thi đấu xuyên suốt qua từng năm tháng. Từ bé cho đến lúc trưởng thành, một sự nghiệp võ thuật rất kinh khủng của Rostam. Đây là cô ngoan Jonathan Karate, tướng quân đến từ nước Anh. 22 tuổi, ở thời điểm diễn ra trận đấu có 15 trận thắng, 4 trận thua, và trong đó có 10 trận thắng. Đông ạ, tướng quân Jonathan Agati. Give it up for the reigning and defending one Super Series flyweight Muay Thai world champion, Jonathan the General Haggerty. Giới thiệu đã kết thúc và chúng ta đang được gặp trọng tài Onari, trọng tài điều khiển trận đấu. Trọng tài Onari sẽ phổ biến đến những luật trong trận thi đấu này. Sơ sơ vào luật thi đấu thì hai võ sĩ không được quay lưng, không được đánh vào vùng gáy, vùng hạ bộ của đối phương, sử dụng gang xỏ ngón, không được chọc mắt của đối phương. Và chúng ta đến hiệp đồng đấu đầu tiên của trận tranh đài giữa Jonathan Karate đối đầu với Kesat Rostam. Trong một trận đấu 5 hiệp, công hiệp 3 phút, trận bảo vệ đài của Karate. Và là trận tranh đài đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của Rostam sau này. Tiếp tục là những cú phang ống của Rostam phía Karate. Và Karate cũng đang trả lại với cú phang ống. Và vừa rồi cú phang ống của Karate đã trúng hạ bộ của Rostam. Rostam cũng đã nhanh chóng quay trở lại với trận đấu. Với biệt danh người sắt thì trên người anh chỗ nào cũng là sắt cả. Anh đã rất nhanh quay lại với trận đấu. Vừa rồi là một cú đấm của Karate khiến cho Rostam bị bật phía sau dây đài. Cả hai đang thi đấu vô cùng sòng phẳng, liên tục đổ đòn với nhau. Nhưng phần sân phía sau của Karate là nhiều hơn Rostam. Và có một sự dồn ép rất khủng khiếp của võ sĩ từ Anh Quốc đối với người sắt Rostam. Hai vẫn chưa tung ra nhiều đòn đánh đặc sắc với nhau, vẫn chỉ là những cú đá phang ống và những cú đạp ở cự ly ngoài, liên tục là những tình huống đổi kèo gây nhiễu loạn của Karate. Một cú đạp chính xác của Karate khiến cho Rostam ngã về dưới đài. Nếu không có dưới đài thì đó là một tình huống mà Rostam hoàn toàn có thể nằm dưới đất. Karate đang chứng tỏ mình là nhà vô địch, liên tục có những cú đánh về phía Rostam. Rostam ở thời điểm trận tranh đai này mọc cơm hơn so với Rostam của thời điểm hiện tại. Rostam của thời điểm hiện tại đã là một võ sĩ dày dặn kinh nghiệm và có một khối lượng cơ lớn hơn bây giờ. Sức chịu đòn cũng là kỳ khủng khiếp. Liên tục là những cú đạp của Karate. Sải chân dài là giúp Karate giữ được lý tốt trước Rostam. Rostam cũng đang sử dụng những cú đá phang ống để tiến về phía Karate, gần như nó chưa có hiệu quả. Liên tục là những tình huống tổ hợp tay chân của Karate về phía Rostam. Một cú đấm chính xác bằng tay sau của Karate đã đi thẳng đầu Rostam. Rostam vẫn đang bị Karate dồn ép rất nhiều.
Rostam vẫn chưa tung ra được đòn đấm và những cú đá nó đáng kể với Garati. Tiếp tục là những cú đấm của Garati. Đây là một trận đấu 5 hiệp, cũng có thể Rostam đang sử dụng chiến thuật giữ sức đến hiệp thi đấu thứ 3-4-5 để bung sức hạ gục Garati. Đây cũng là một con dao hai lưỡi. Nếu Garati nắm được thế trận, tinh thần của Garati lên cao, Rostam hoàn toàn có thể bị Garati làm cho lép về. Liên tục là những cú đấm trả tốt của Rostam, đó là chưa đủ với một Garati. Ngay lúc này thì hiệp đầu tiên đã kết thúc. Chúng ta có thể thấy sự tự tin trên gương mặt Rostam dù anh bị dồn ép rất nhiều trước Garati. Đây là những tình huống quay chậm lại. Tình huống đạn của Garati khiến cho Rostam ngã về phía đằng sau dây đài. Đúng là không có dây đài thì Rostam sẽ nằm dưới đất. Đây là tình huống tay sáu chính xác của Garati vào đầu của Rostam. Đó vẫn chỉ là chưa đủ để quan sát đến từ Thái Lan. Sao đúng? Đây là vũ lực điện của Garati, cũng chính là trang của Garati. Để theo sát con mình trong những ngày đầu của vụ môn Muay Thai. Và các bạn đừng quên, đây là sản phẩm hợp tác giữa One Championship, tập đoàn giải trí thể thao lớn nhất lịch sử châu Á, hợp tác với Tuyển Võ Việt. Và chúng ta hãy đến với trận thứ hai, trận đấu bảo vệ đai của Thomas Garati và trận đấu tranh đai đầu tiên của huyền thoại Rostam tại đấu trường One Championship. Phang ống của Rostam. Garati đang chọn thời điểm để có những cú phản công về phía Rostam. Nhưng tình huống trả đòn, bật lại đòn và chống đòn của Garati đang tỏ ra lợi hại hơn Rostam. Rostam vẫn đang còn bị thụ động, chưa lên nhịp quá nhiều so với Garati đang chủ động với lối đánh của mình. Liên tục là những tình huống bắt chân và có những cú đấm về phục vụ của Garati đến từ Rostam. Thi đấu của Garati là nhanh Rostam rất nhiều. Thì võ sĩ đến từ Anh Quốc chủ động trong những cú đánh của mình. Anh đánh trước Rostam. Liên tục là những tình huống chủ động đánh trước và chủ động phản đòn của Garati. Rostam cũng đang đẩy tốc độ trận đấu lên với những tình huống đánh trước của mình. Garati đang đổi kèo cho võ sĩ thuận tay sau và sử dụng cú đạp bằng chân sau về phía bụng của Rostam. Võ sĩ người Thái vẫn đang đứng vững. Liên tục là những tình huống tỉa chân của Rostam. Đây là hiệp thi đấu thứ hai. Rostam vẫn chưa có ý định tăng tốc để tấn công Garati. Những cú đấm được mệnh danh là huyền thoại là sở trường của Rostam vẫn chưa được anh sử dụng quá nhiều trong cả hiệp thi đấu thứ nhất và thứ hai. Vẫn chỉ là những cú đá tỉa và những cú đấm đột nhiên tăng tốc của Rostam. Liên tục là những cú đổ đòn đá của cả hai võ sĩ. Ý đồ tấn công cùi trỏ của Garati nhưng Rostam đã chặn lại một cú đạp. Và bây giờ là cùi trỏ của Garati về phía đầu của Rostam. Những tình huống cả cắm tư trên cắm trường. Và Rostam đang có những lời qua tiếng lại đối với Garati. Có vẻ không phải. Đó là tình huống có vẻ là Rostam đã phạm một lỗi gì đó và anh đã phải xin lỗi Garati. Theo tôi có vẻ như là một tình huống Rostam đã chọc tay, chọc ngón tay vào mắt của Garati chẳng. Và bây giờ là Rostam đang tăng tốc. Những cú đá bằng chân sau của anh đang có tốc độ cao hơn. Và Rostam cũng bắt đầu lên nhịp rồi. Tay của Rostam đang đung đưa và chuyển động rất nhiều. Phản ứng của Rostam. Liên tục là những cú đấm chính xác của Garati vào đầu của Rostam. Rostam đang dồn ép đối phương. 20 giây cuối cùng cho hiệp thi đấu thứ hai. Và có lẽ sang hiệp thi đấu thứ 3, Rostam sẽ chơi hết cây. Sẽ dùng hết số pin trong người của mình. Cú đạp chính xác vào đầu của Rostam đến Garati. Và Rostam đã trả lại một cú đấm thẳng vào bụng của Garati. Hai võ sĩ ôm tì lên gối và ngay lúc này hiệp thi đấu thứ hai kết thúc. Một hiệp đấu giống như hiệp 1. Sự chủ động của Garati và sự chờ đợi của Rostam. Ta phải chờ sang hiệp đấu thứ 3, thứ 4, thứ 5 theo dõi. Và đây là một tình huống
Cú trỏ vô cùng chính xác của Rostam vào đầu của Galati. Có lẽ trong tình huống đó trọng tài đã yêu cầu hai võ sĩ dừng lại để tách ra. Rostam vì quá heo đỏ, quá say đòn, đã tặng cho Galati một cú trỏ rất mạnh vào vùng hàm của võ sĩ đến từ Anh Quốc. Có những lời xin lỗi của Rostam đối với Galati sau tình huống bất cẩn vừa rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu tranh đai giữa Galati và Rostam tại sự kiện bình minh của các anh hùng, được diễn ra vào 4 năm trước tại One Championship. Đây là trận đấu khởi đầu cho một huyền thoại bằng tên Rostam tại One Championship, người có lối đánh tàn sát, một lối đánh khiến cho bao đối thủ phải chịu áp lực vô cùng lớn. Liên tục là những cú đạp của Galati để lấy cự ly trước Rostam, nhưng bây giờ thì Rostam đã tăng tốc. Liên tục là những cú đá của Galati, nó là không đủ. Rostam đã có những hành động khiêu khích đối phương. Liên tục là những cú đấm của Rostam, và bây giờ là thời điểm mà Rostam tăng tốc. Hiệp thi đấu thứ 3, thứ 4, thứ 5. Gối của Rostam và Galati. Đây là lúc Rostam tăng tốc trong một trận đấu 5 hiệp. Anh đã nhường 2 hiệp cho Galati. Và bây giờ anh sẽ lấy lại thế trận của mình. Liên tục là những tình huống đi bộ vào áp sát. Những tình huống đi bộ và áp sát của Rostam này sẽ khiến cho Galati rất khó để canh nhịp để phản đòn. Galati đang yêu cầu trọng tài sửa lại vòng tay cho mình. Đây có lẽ là một động thái để giảm nhịp của Rostam. Cú đấm chính xác của Rostam bụng Galati. Liên tiếp là những tổ hợp tay chân của Rostam với Galati. Liên tục là những cú đấm tổ hợp tay chân rất tốt của Rostam. Những cú đấm làm được thương hiệu của Rostam. Những tổ hợp đòn đấm từ bụng lên đầu được sắp xếp một cách vô cùng hợp lý của Rostam. Galati có vẻ đang nhát rồi. Galati đang bị nhát bởi những cú đấm vô cùng mạnh của Rostam. Rostam nó bung sức. Những cú đấm rất đặn. Rostam sẽ tập trung vào những cú đấm thay vì những cú đá. Bởi vì những cú đấm là những sở trường của Rostam. Và những cú đấm sẽ mang được sự liên tục, sự liên tiếp nhiều hơn là những cú đá có thể bị rơi dạng. Rostam đang sử dụng những cú đấm móc. Móc tay trước vào bụng và móc tay sau vào đầu của Galati. Võ sĩ đến từ Anh Quốc, tướng quân Galati đang phải phủ cao tay để có thể bè đỡ và chống đỡ những cú đấm của Rostam. Liên tục là những cú đấm, kèm theo đó là những cú trỏ của Rostam với Galati. Rostam đang có một lối chơi vô cùng hợp lý, vung sức hợp lý ở hiệp thi đấu thứ 3 này. Galati cũng đã tháo vòng tay trên cổ, trên bắp tay của mình ra. Quật ngã của Rostam đối với Galati. Sức ép của Rostam gây cho Galati ở những giây phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 3 này vô cùng lớn. Galati đang lấy lại cự ly. Rostam vẫn đang lực lưỡng đi vào. Có vẻ như cú đánh của Galati là không thấm, không gây đủ sát thương đối với sự lì lợm của Rostam. Vẫn không thể qua được hai tay của Rostam. Cú đá của Galati dần đang bị sức cản lướt, sức chịu đòn của Rostam làm lu mờ. Liên tục là những tình huống bồi thêm đòn đấm vào đòn đá của Rostam. Và đã có một tình huống quét trụ ở những giây cuối cùng của hiệp đấu khiến cho Galati bị ngã xuống sàn. Rostam rất tự tin. Và bây giờ người sắt mới chính thức khởi động, người sắt mới chính thức hoạt động. Chúng ta hãy xem lại những tình huống quay chậm cú đấm của Rostam. Cú đấm được set up một cách đầy tinh tế, dồn lực dưới bụng, ngay lập tức là những cú đấm vòng lên đầu. Những cú chồng đòn của Rostam cũng vô cùng nguy hiểm. Rostam biết mình không có lợi thế chiều cao sải tay sải chân còn Galati, do đó anh đã dùng chồng đòn đi cùng đòn cùng lúc với đối phương để khiến cho đối phương và mình gặp nhau ở một điểm. Và những cú đấm kết thúc đó thường là đối phương chịu thiệt trước Rostam. Rostam chồng đòn rất đẳng cấp. Và đây là kỹ năng kỹ xảo của Rostam, phải tập luyện rất nhiều lần. Kỹ năng chồng đòn và đổi đòn của võ sĩ người Thái Lan đã lên đến mức thượng thừa.
chúng ta sẽ đến với hiệp tư của trận đấu tranh đai của Garanti và Rostam. Hiệp tư đấu thứ 3 thì Rostam đã tăng tốc và những cú đấm của anh đang gây khó chịu cho Garanti, cách vô cùng áp lực. Liên tục là những tổ hợp tay chân của Rostam. Cú đá ở phần đùi cũng thấp. Rostam vẫn đang tập trung vào những cú đấm sang ống của Rostam. Rostam đang ép đài Garanti. Liên tục là những cú đấm móc rất chính xác của Rostam với Garanti. Garanti đang bồi thêm những cú trỏ về phía Rostam. Đang có những cú vẫy gọi của Garanti về phía Rostam. Điều này có thể là gao hái lưỡi cho Garanti. Rostam là một võ sĩ rất lì lợm, tự trọng, tự tôn rất cao. Phản ống của Rostam. Liên tục là những cú đấm của Rostam và Garanti đã bị đau ở vùng gan. Garanti đã bị Rostam dồn vào góc đây. Cú đấm tay trước vào vùng gan của Garanti đến từ Rostam. Rostam đang dồn ép Garanti. Vẫn chưa có một tiếng đếm nào của trọng tài đối với tướng quân đến từ Anh Quốc Garanti. Liên tục là những cú đấm và đến bây giờ thì trọng tài phải đến với Garanti. Sau vô vàn những cú đấm chính xác của Rostam, sự tính toán của Rostam hợp lý, bùng sức hiệp 3, hiệp 4 và đã khiến cho Garanti bị dồn ép cách kinh khủng. Người sắt đang bật hết mã lực của mình để có thể tấn công võ sĩ đến từ Anh Quốc Garanti. Những cú đấm móc vô cùng chất lượng từ vùng bụng, vùng đầu rồi đổi lại vùng đầu, vùng bụng của Rostam đang khiến cho Garanti gặp quá nhiều khó khăn. Rostam đang mời gọi, đang khiêu khích Garanti quay trở lại giữa võ đài. Điều đặc trưng của Rostam ở các trận đấu, anh luôn muốn các võ sĩ đối phương đứng đổi đòn với mình. Đứng đổi đòn của với Rostam là tự sát. Garanti cũng thông minh di chuyển, đó là không đủ. Liên tục là những tình huống dồn ép của Rostam lên người Garanti. Trỏ của Garanti vẫn không thể ngăn lại được sức tiến công của Rostam. Vẫn là mời gọi. Nhưng có ai dại đâu mà đi vào đổi đòn với Khánh đổi đòn Rostam. Garanti đang khiêu khích Rostam, cú đạp của Garanti. Rostam đang dồn ép Garanti. Vẫn là những tình huống dồn ép và Garanti đang di chuyển vô cùng hợp lý. Garanti cũng đang khiêu khích Rostam. Võ sĩ đến từ Anh Quốc vẫn đang di chuyển thông minh và hợp lý qua bốn góc này. Anh không để cho Rostam bị khóa góc, bởi khi Garanti biết dừng lại có nghĩa là chết với Rostam. Và ngay lúc này thì hiệp thứ tư kết thúc. Hai hiệp đấu 3-4 khó khăn của Garanti trước Rostam. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm. Một cú fly hook và ngay sau đó là một cú tay sau cắm thẳng vào cằm của Garanti đến từ Rostam. Cú đấm đi thẳng vào cằm, cú đấm rất nặng. Trọng tài đã phải đếm đối với Garanti. Tính toán chiến thuật chính xác của Rostam, anh để cho Garanti mặc sức tấn công ở hai hiệp thi đấu đầu tiên. Và Rostam chừa cho mình 3 hiệp đấu. Bắt đầu người sắt bật máy, nóng máy và tấn công Garanti. Tính toán rất chính xác trong một trận đấu trên đai 5 hiệp. Rostam với tinh thần của mình cũng đã tuân thủ đúng chiến thuật, không bị cuốn theo lối đánh của Jonathan Garanti, tướng quân của Anh Quốc. Chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ 5. Hiệp thi đấu cuối cùng. Chờ xem Rostam có thể kết liễu Garanti ở hiệp thi đấu thứ 5 hay không. Vẫn tiếp tục là cự ly của Garanti. Bắt chân của Rostam. Chưa có cú đấm nào cả. Cú đạp của Rostam. Sức ép là vẫn rất lớn. Garanti vẫn đang tích cực di chuyển. Và đây là những giây phút Garanti ép lại Rostam. Nhưng Rostam đủ thông minh để tránh né. Rostam là một võ sĩ chủ động đổi đòn. Rostam là một võ sĩ đánh đi vào. Nhưng sự đánh đi vào của Rostam nó là vô cùng thông minh. Khi đối phương tung đòn, anh sử dụng những kỹ thuật bè đỡ và né tránh để giảm tải được sức sát thương của những cú đánh của đối phương và vẫn giữ được cự ly mà mình đạt được. Chúng ta thường nghĩ
võ sĩ như Rostang là những võ sĩ thi đấu máu lửa và không có tính chiến thuật nhiều, nhưng họ đã luyện tập và có tính chiến thuật rất cao của lối đánh của mình, có thể hạn chế được những võ sĩ có sải tay sải chân dài như Garati. Vẫn tiếp tục là những cú đá giữ cự ly tốt của Hagati trong hiệp đấu thứ năm này. Cú đá chính xác của Hagati khiến cho Rostang bị ngã với dây đạp. Nửa hiệp đấu đầu tiên của hiệp đấu thứ năm, có vẻ Rostang đang ngủ quên, bị cuốn theo Hagati. Bây giờ là lúc Rostang tăng tốc. Phút 35 giây cuối cùng của trận đấu, liên tục là những cú đá của Rostang. Rostang cần phải quay trở lại với sở trường của mình là những cú đấm, hạn chế được tầm di chuyển của Hagati. Và bây giờ là và ngay lúc này thì trận đấu đã kết thúc. Cái ôm và cái bế lên của Rostang đối với Hagati đã khép lại trận đấu mãn nhãn 5 hiệp trận tranh đài hạng cân 60kg tại One Championship trong đêm hội của những vị anh hùng, bình minh của những vị anh hùng. Chúng ta cùng chờ đợi kết quả của trận đấu này. Rostang Hagati sẽ là người chiến thắng trong trận đấu này. Và đây là sự xuất hiện của chủ tịch của One Championship, đối tác với kênh Võ Việt, người đã giúp kênh Võ Việt đưa những trận đấu đỉnh cao tại One Championship cũng như thế giới đến với những khán giả hâm mộ võ thuật ở Việt Nam. Và một dàn ringer rất xinh đẹp vây quanh vị chủ tịch. Và ngay lúc này là giây phút dành cho kết quả trận bảo vệ đài của Hagati và trận tranh đài đầu tiên làm lên tên tuổi của người sắt Rostang. Cả hai đang dành cho nhau những cái cụm tay đầy thân ái và cả hai đều biết mình đều xứng đáng giành chiến thắng trong trận thi đấu này. Rất hồi hộp, một trận đấu cân tài cân sức của hai đấu sĩ, của hai võ sĩ Muay Thái, một đến từ châu Âu và một đến từ quê nhà Thái Lan, nơi sản sinh ra bộ môn Muay Thái. Những số điểm đang được những trọng tài cân nhắc. Và đây là cánh tay đưa cao của cả hai. Trọng tài người Nhật Bản cũng đang nhìn về phía ban giám định, nghe lời của announcer để có thể kết thúc trận đấu này. Và một cánh tay giơ lên của người thắng cuộc. Những số điểm rất cân bằng của cả hai. Ladies and gentlemen, after 5 rounds of battle, we turn now to the judges' scorecards.
All three judges have scored this contest in favor of your winner by unanimous decision. And new one flyweight Muay Thai world champion, Muay Thai Jin Muangdo. Rostang làm tốt trong những hiệp thi đấu cuối, được 3 hiệp 4 hiệp 5. Còn Hagati làm chủ ở 2 hiệp thi đấu đầu tiên. Và người chiến thắng là võ sĩ Rostang, người sắt Rostang đã giành chiếc đai đầu tiên cho mình tại One Championship. Một chiến thắng xứng đáng của Rostang trước người đồng nghiệp đến từ Anh Quốc, Jonathan Hagati. Cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi những trận đấu của One Championship đỉnh cao ở trên kênh Võ Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở các trận đấu tiếp theo. You got time, 여기 자리 비워한지래. High heels, crop top, 조금 가깝게. Got time, call your friends, 친구 대구와. 대표, I'm the king, understand, little ma. 너나 몰라, 내 말 들어봐. I got my crew, got my squad, 우리 들어가. I know a girl, 너가 저건 좋아하나 봐. Baby, one, two, step, skip, time, 타나가. You can call me king. 사진처럼 picture perfect, hopping at the bench. 미안하지, 마침 서 있어도 she a 10. 조금만이라도 여기 있어줄래. 오빠 차가 공연하고, we can kick it back. Little black dress, 좀 신선하게. One oak to Manila, I am here with the new One Super Series Flyweight Muay Thai World Champion, Rontang Jimongnam! Rontang, it was an amazing performance. You have been through so much in your life, over 300 professional matches. The hardship, the work, the discipline all culminates in this moment right now. How do you feel, my friend? ก็รู้สึกดีใจมากครับก็นักมวยหลายๆคนนะครับที่ตั้งใจฝึกฝนและซ้อมหวังว่าอยากจะเป็นแชมป์ระดับโลกนะครับก็ดีใจมากครับวันนี้ก็ผมทําความสําเร็จแล้วครับ Today I am very happy. I am very glad of my performance. As one of my life, this is to fight in the world title champion is something that every athlete dreams of, and today I made it. Yes, you did an absolutely tremendous performance. What do you want to say to the people of Thailand about your victory and what this means to you? ก็ขอบคุณแฟนมวยชาวไทยทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ผมก็2เดือน3เดือนกว่าผมก็ไม่ได้ชกครับเพื่อวันนี้โดยเฉพาะครับผมก็ทําความสําเร็จเอาแชมป์กับประเทศไทยได้แล้วครับขอบคุณมากครับ To all of my fans, my family, my supporters in Thailand, I try to train more harder than ever just for today only. In within 2-3 months later, I will keep training hard. Thank you for your support. We look forward to it. Manila, show your love to the new One Super Series Flyweight Muay Thai World Champion, Rontang, the Iron Man, Jimongnam! Little black dress, 좀 신선하게 One oak to 홍대, 춤춰 죽을 같이 I know your friends, they world of Olay 술 많은데, it's time Party, 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 party Chuyển động cùng Võ Việt.